Trước khi vào với clip ngày hôm nay thì mình xin giới thiệu với anh em shop gaobạc.com. Đây là shop acc của mình, chuyên bán những acc Free Fire, acc liên quân giá rẻ và uy tín chất lượng 100% nha anh em. Mọi hoạt động trên shop đều do Gaobạc tự chịu trách nhiệm nên là anh em phải hoàn toàn có thể yên tâm trong shop nha anh em. Chỉ còn một trận nữa tôi là các bạn TV sẽ lên huyền thoại rồi. Và ngày hôm nay thì mình sẽ mời cô Ngân vào kéo ranh về. Cô Ngân gà lắm mọi người, nhìn vậy thôi chứ cô Ngân gà lắm nên là chắc là mình sẽ kêu thêm anh em đồng đạo gia đình nhà mình vào để gọi là kéo ranh mình nha mọi người. Vừa rủ AS chơi đây, không chơi cùng cô Ngân đâu. Cô Ngân gà lắm mọi người, cô Ngân gà lắm. A few moments later. Cô Ngân nhảy kho. Ok anh ơi. Trận cuối lên thành huyền thoại anh ơi. Trận vô cuối của anh ơi. Trận cuối lên huyền thoại để đó cho anh. Cảm ơn Trung Anh nha. Quả này mà không rớt mới lạ luôn nè. Ui khó quá. Tất cả thứ đó. Em vô là không có ai dám nhảy đây luôn. Thôi chẳng qua là sát khí của anh quá mạnh, địch không bao giờ dám nhảy đây. Em hiểu điều đó không? Chứ không phải là mùi của anh quá nặng hả? Mùi quá nặng. Cộng thêm mùi của GBTV quá nặng nên là địch sẽ không bao giờ ở đây được. GBTV thơm lắm á. Còn anh là sát khí hiểu không? Cô Ngân mà mỗi lần ôm GBTV là cô Ngân kêu GBTV thơm lừng luôn. Đúng không cô Ngân? Không. Đúng không? Không hiểu sao cô chịu nổi chứ anh thấy là anh không chịu nổi rồi cô ơi. Nhớ. Ép mai qua em ôm ép cả buổi luôn cho ép thử. Bà thì mình sao mình biến thái vậy ta? Chết toàn. Em ơi. Em cũng nhận ra được điều đó hả? Chết đó là hư đó nha em, cái đó là hư đó. Mà bạc chắc ở nhà bị đánh đòn ghê lắm nè các bạn. Ép khoái em ngại. Trốn lên thành phố Hồ Chí Minh các bạn ạ. Chứ không thôi giờ nằm xuống. Ôi na vì sao giờ? Ôi địch bắn na nè. Địch bắn na giờ. Mẹ ơi không ngờ luôn, không ngờ bạc lại dở trò đó với na luôn, không ngờ vậy luôn. Đi gạ gái đó anh, tôi nổi na mà con dám gạ nữa. Phú nó qua nó cạo đầu cho. Cảm ơn con quỷ mà lem nha. Nhớ con quỷ mà lem. Na đi giống con bót nhiều nha. Na ơi, na mà xin lỗi rồi đó. Na ơi xin lỗi. Mẹ, nó cười tươi vậy. Nó bị bắn rồi xong cười tươi vậy. Mẹ ơi, có chuyện vui. Hôm nay có chuyện vui. Hôm nay có chuyện vui đúng không? Mẹ hôm nay chuyện gì vui vậy? Hôm nay có chuyện vui gì vậy? Có trai tặng quà hay sao? Hả? Cái gì? Đập đá. Thấu tôi đập đá. Bậy bạ vừa thôi. Đúng. Đập đá trong game đúng không? Đập đá. Hả? Đập đá nào mà hay cười. Phải đập đá nào hay cười. Thôi, Na chơi đồ rồi các bạn ơi. Nhớ. Thôi ghê quá. Cái đó là nó tác hại của ma tí đá đó các bạn. Đó. Nó ngồi nó cười luôn á. Đồ ngon. Nóng hổi luôn. Cái gì em cũng ngon đây. Vừa hết luôn. Em cũng ngon mà. Em cũng ngon mà. Ok. Ngon. Đó. Ok. Đồ của em trả đồ. Đây. Hít thôi. Nóng hổi vừa. Hết đi. Gì trời. Đã không? Chưa cô Ngân miếng kìa, chưa cô Ngân miếng. Cô Ngân hết đâu cô? Cô Ngân hết đâu mà cho em hết này. Em hết đâu. Đồ ngon, đây là cô Ngân. Con yêu quái gì? Đâu, yêu quái đâu vậy? Đổ rồi nè. Đấy. Xe công luôn. Ok, bắn chậm thôi. Kiếm góc ke, đừng lao lên nha, tại vì còn tem nó ở phía sau nha, đừng lao lên nha. Kiếm góc ke, ke góc đi. Lên, bắn liền. Nó bắn em rồi. Đúng là chơi đùa xong, mạnh mẽ dữ. Anh kia quá trời luôn. Tính KS của nó mà không được nè, quế không? Nó cứu nè. Ồ, nó cứu mất tiêu rồi. Cứu mất cái thằng ở nhà xe à. Trên nhà lờ của con. Na ơi, còn đồ ngon không nè? Nóng hổi. Đồ ngon, em đồ ngon. Em còn ba cái. Đưa anh đồ ngon. Vừa thổi vàng, ok. Hết sức quẻn. Ok. Mà lem. Nó bén nè, mà lem. Nó bén nè mọi người, nhà xe ba đứa nè mọi người. Anh đang đổi súng. Đợi xíu. Bắn đi bạn.
Yếu anh ơi, yếu xìu luôn. Nói nghiêm túc, đéo mùa đâu. Ui ui ui, nó bọc kìa mọi người. Nó còng mềm nè. Sao lưng á, bật cháy về đó. Ui, cục một anh ơi. Đang cứu. Chờ, hai viên giọt. Cục hai cục hai anh ơi. Các bạn lên đồng, khúc này các bạn lên đồng. Anh đang cứu con ngừng này mọi người. Trời ơi, mọi người chơi được đấy, anh chị xung phải. Yêu ơi, cứu. Ơi. Thôi lên nào. Cái tim của lồng đèn này. Ông tiêu chứ. Ok, không sao. Bình tĩnh. Chuyện buồn gì cũng sẽ qua thôi vì có Na ở đây rồi. Cảm ơn cuộc đời đã cho Na được vào team của chúng tôi. Hay quá. Vào team của chúng tôi. Hả? Quán nghe không rõ. Vào team của chúng tôi. Này, đồ ngon. Đúng hả? AS lại bờ lèm rồi kìa. Ui, đã quá. Này, trong đây có cánh bay này. Hú, lút. Chơi nhiều bị ảo. Ảo rồi. Ảo game rồi. Còn bom keo không vậy? S hết bom keo rồi. Em có. Ok. Thôi em có 5 trái nè. Sao anh không lấy? Okay, không lấy rồi. Trái nữa. Trời ơi. Lem. Ok, lem. Từ. Lem đi anh. Lem. Ok, đi thôi. Cô ơi, đồ ngon. Cô đồ ngon này. Cô thôi. Em biết đồ tự nhiên rồi. Em không cần mấy cái đồ hóa học đó. Cô ơi. Là nước ơi. Nó cùng thác luôn. Mẹ không biết gì luôn. Gục mò rồi. Em cứu nè. Cứu đi. Mọi người lên đi, em cứu nè. Yếu xìu luôn. Nó bọc ra từ sau lưng anh. Thằng này quăng bom nhanh, keo nhanh lắm. Ôi, chết rồi. Ui, em đặt phát đấy hụt. Lia rồi hả? Lép đi. Lia rồi. Trời ơi, phát để em bị lag đây chứ không là bọn này. Ôi, này làm sao mà bắn được em? Na ơi, Na em chơi đồ được á nè, để anh tìm đồ cho em chơi nữa nè em. Nói. Na chơi đồ ghê quá. Na bắn ghê quá, thằng kia nhiều bom keo phết nhờ. Ủa, có nhiều bom keo phết nhờ. Bạc chỉ lag game thôi nha mọi người, chứ không là pha đấy. Còn ai có keo không? Em có 3 quả. Em có 3 trái. Ok, em không có quả nào hết, cho em quả. Rồi, cho quả bạc. Ôi, bạc cho Ngân đi. Okay. Cho Ngân một trái. Cho anh 2 trái này. Ok, cho anh 2 trái luôn. Sorry chưa, coi người ta kìa, người ta có 3 quả, người ta cho 2 quả. Nữa hả? Đồ ngon, nóng hổi, vừa thổi vừa hít. Ok, đây. Rồi, hít đi em. Ghê quá à. Cái tim này mờ lem quá à. Mọi người mờ lem, nhẹ thôi mọi người. Thôi, cảm ơn mọi người nha. Team bao mờ lèm luôn. Trong game này thì nó có một cái bình. Đó là cái bình đó, chắc mình nghĩ đó là bình cà phê nóng. Bọn mình gọi nó là đồ ngon. À, mà cà phê nóng làm gì hít đúng không em? Đúng rồi. Đúng rồi. Cái đó là bình khí oxy tự nhiên nha mọi người. Đó là một cái bình khí oxy tự nhiên. Và thường thì người ta gọi đó là một cái đồ ngon, đồ nóng hổi, hiểu không? Khí oxy nóng hổi. Và khi mà các bạn hít vào cái khí đó vào người á, a few moments later, hít cái khí carbonic á thì các bạn cảm thấy là khó chịu đó, và có thể bị ngộp thở kiểu đại loại như vậy. Nên là trong game này thì nó sẽ có một cái bình, đó là bình khí oxy, nên là các bạn hít khí oxy. Đó, đây là biểu hiện của hít thông đó mọi người. Nói gì chạy hít luôn. Mọi người thấy không? Đúng dài dòng luôn á, này là kiểu nhây. Tác hại của ma túy đó mọi người. Nè nha, tôi giải thích cho mọi người hiểu cái vật dụng đó là gì. Ủa mà cái đó là tên là gì vậy?
đến giờ tao vẫn chưa biết đọc tên cái đó là cái gì luôn á. Là cái gì? Nhưng mà nãy giờ anh đang nói cái gì? Bọn em còn không biết anh đang nói cái gì. Hết xì quẹn đó. Ôi nó bắn nhau kìa. Nó bắn mình, nó bắn nhau cái đầu mi á. Toàn người. Thôi ở đây, đi xuống đây đi. Ở đây bị kẹp á em, đi xuống đây đi. Cho em 2 giây bơm bình máu được không? Không, chết rồi, nó bắn anh rồi. Teo 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 lâu lắm. Làm gì nè? Nó lật lâu vậy. Ủa nó lăn nữa kìa. Làm gì nè? Em có mày dừng lại được không? Em này nè. Ủa hay lắm bạn. Má nó lại đó bạn. Má... nó lật đúng lâu luôn. Ra ra không, không có con gì cháu cái gì để lúc đâu. Con ở dưới này có cái này. Ủa mình trong bo không ta? Không, anh ngoài rồi. Từ từ mình phải. Ôi, thấy bạn Na rồi. Hay quá. Này thì hay đồ quá. Na ơi là Na ơi. Em chơi quá liều rồi. Một máu á. Còn nhưng mà không biết còn bao nhiêu. Ê, tất cả tập trung chuyên môn công cái nhà đó. Mình lấy cái nhà đó đi mọi người ơi. Na ơi, còn hơn bán chậm thôi cô. Đây, em đây. Anh lấy nhà đó cho. Na, coi nè, nhìn nè, na. Nhìn nè, nhìn nè. Ok, nhìn nè, na. Ép chỉ làm một lần duy nhất thôi. Em đang nhìn nè, rồi, lên, lên, lên em. Lên, 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 lên. Từ từ anh ơi, từ từ. Combo tầm xa, combo tầm xa. Úi dồi. Mém chết má ơi. Á, trên đồi bắn anh ơi, đừng anh ơi. Từ từ, bình tĩnh, bình tĩnh. Úi dồi ơi, bình tĩnh được không? Chúng ta có thể bình tĩnh được không? Chúng ta... No, ơi, các bạn tìm biết rụng rồi. Yếu một kìa em. Thằng nó yếu. Con ơi, có bông keo không? Có bông không, kệ anh. Nãy anh bỏ rồi. Con. Con các bạn rơi về luôn. Ok. Huyền thoại mọi người, huyền thoại. Khúc này huyền thoại này. Ok, huyền thoại này mọi người. Chạm xăng anh ơi, nó xuống đó, chạm xăng rồi anh ơi. Khúc này huyền thoại này. Ok, ok, cái góc em, cái góc. Đừng cho nó xuống. Cho em xin. Đây anh ơi. Ui, nó tới ngay chạm xăng rồi anh ơi. Hay quá, một cục. À, còn hai thằng, còn một thằng, nó đó, huyền thoại anh ơi, huyền thoại, nó nhảy ra, nó sau thùng xăng kia, hốt nó, bắn hụt rồi, thằng nó yếu, hốt nó, nó rào lại nó rồi, nó rào lại rồi anh ơi, mày, rồi, lần rồi. Ok, hay lắm em. Yeah! Huyền thoại đi! Huyền thoại đi! Lên không? Đạt lên huyền thoại ơi! Cặp 46 điểm luôn, ghê vậy? Từ từ. Ok. À, bây giờ mọi người phải nhìn mình bằng con mắt khác rồi. Sao anh? Anh thấy cái áo mới của em mặc vào chưa? Đâu? Cái áo màu đỏ kìa. Ok, từ lúc anh kéo em lên huyền thoại thì anh đã thấy cái áo màu đỏ mới của em rồi. Ok.